dài lên cặp phục màu xanh bích hay màu xanh tiger cho anh em nha. Rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Rồi, không có nứt bể nha, không chảy xước nha. Inox nè, đó, rất là đẹp cho anh em nào lên xe cột, quá là đẹp luôn nha anh em. Đó, chân chưa sủi màu gà vẫn còn tinh chắc đẹp đó, nhìn nè, đó nhìn kiểu bóng vô zin nhưng mà đó, đầu đẹp không xét nha. Chỗ đây thì chủ xe đã lấy sơn bạc nó chấm chỗ này mà, chắc nó sờ xét chấm chỗ này rồi. Còn cái này đẹp nha, mình để nguyên mình chưa có trà luôn. Đó, nhựa đẹp không chảy xước nha, cái này nhựa sơn không nứt bể, đầu đẹp nè, ốc đẹp nè, chân đẹp nè, không có bị xét nè, chân đẹp nè, chân quá đẹp luôn. Đấy, anh em lên cho mọi loại xe 3 tầng nha, 78 cánh én 8186 custom DD 67 gì xài chung cho ly xài chung hết nha anh em. Nó 3 tầng chiều dài nó bằng nhau các bạn, 67 nó dài hơn tí thôi còn vẫn xài chung được các bạn. Đó, rồi anh em nào có nhu cầu lên cặp phuộc màu xanh bích nha, liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo giúp mình. Anh em cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng nha, để mỗi khi mà mình đăng video thì nó sẽ có thông báo anh em like, anh em coi trước nha. Hiện tại mình đang rã nguyên một con custom 90 các bạn, đó nguyên cặp bánh còn nguyên rất là đẹp nha, nguyên một bộ màu của nó cũng còn nguyên luôn nè anh em. Đó, về phụ tùng xăng nhựa đồ các kiểu còn đại điểu còn hết, thì anh em có nhu cầu món nào anh em nhắn tin Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng nha anh em.